Hello Nam, lại là mình đây, Hương Keller của anh em đây. Thì mình thấy dạo này Keller khá là hot anh em. Nhất là sau đợt chỉnh sửa kỹ năng của Uno, thì mình thấy anh em sử dụng Keller khá là nhiều. Không biết anh em đã có cái combo ưng ý nhất cho mình chưa? Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kết hợp combo cho Keller hiệu quả nhất ha. Mình nhắc lại đây là combo theo cái phong cách bắn của mình, cũng tùy do anh em nữa rồi tinh chỉnh hiệu quả nha. Ok, vào nè. Tay chân đầu hết rồi nào. Ok, đầu tiên thì Kaler thì chắc chắn phải có anh em. Anh em đang thấy là mình đang sử dụng Kelly, Mago và Moco. Thì Kelly thì tăng tốc độ chạy cũng khá là quan trọng anh em, 6% thôi, nhưng mà anh em không mang thì nó sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng luôn ha. Còn thất tỉnh thì tăng sát thương 106%, nó sẽ không có đáng kể bé đâu. Còn Moco, cô thì đánh dấu kẻ thù, nhất là một cô thức tỉnh anh em. Một cô thức tỉnh khi mà anh em kẻ địch chạy đó, nó còn nhiều thời gian để bị đánh dấu lâu lắm, mười mấy giây lắm. Thì ok, theo mình thì combo này thì anh em nên giữ Kelly và một cô lại nha. Còn kỹ năng ứng tiện của Maro nè thì còn tùy anh em. Đây là khi mình muốn sử dụng sniper thì mình sẽ sử dụng cái này để mà nó tăng thêm sát thương khi mà cái địch xa anh em. Ok, nói lại một chút về Moco ha. Thì lý do mình sử dụng Moco đó là khi mà như kẻ địch quá nhiều vocal á anh em, hay là như thế nào khi mà anh em bắn trúng địch á, nó sẽ có cái đánh dấu, anh em sẽ biết chắc chắn là kẻ địch ở đâu để mà phá keo cho nó hiệu quả nha anh em. Trong tầm xa cũng vậy, hay cận chiến cũng ok đó anh em. Thì Moco này thì mình khuyên anh em nên sử dụng nha, khá là ok á. Còn Maro nè thì anh em có thể sử dụng nhiều thứ hơn, cũng như sử dụng Yota hay Hayato rồi cũng ok, hoặc là cái con mới nè anh em, Nairi nè, con này thấy cũng khá là ok, kết hợp với Boss Combo nữa thì đúng là đỉnh luôn. Còn anh em không muốn sử dụng Moco á thì anh em sử dụng con Yota, cái con này là cái con Shiro, xin lỗi anh em. Thì anh em sử dụng con Shiro nè, thì nhiều anh em sẽ sử dụng Shiro thay cho Moco, nhưng mà mình thấy nó không có hợp lý lắm anh em, tại vì cái thời gian đánh dấu nó sẽ không có cao bằng Moco đâu. Với lại là khi anh em nhận sát thương kẻ địch thì anh em mới bị đánh dấu, mà trong phạm vi nó cũng ngắn hơn đó anh em, trong 80m ha, mà nó sẽ không có chia sẻ được thông tin với đồng đội của anh em mình nữa. Thì theo mình anh em vẫn nên sử dụng Moco ha. Okay. Nếu mà anh em thích bắn cận chiến cái thứ thì anh em đem Yuta là Hayato, mình thấy cũng ok, không có vấn đề gì hết. Keller này thì mình thấy kết hợp kỹ năng cũng quá đơn giản anh em. Thì anh em bắn như thế nào, không cách bắn của anh em sao anh em chiến đấu là nó sẽ hợp lý. Ok, phần tiếp theo là phần kỹ năng best anh em. Mình thì đang sử dụng kỹ năng của gấu mèo Rocky. Thì tăng giảm 15% thời gian hồi kỹ năng anh em. Nhưng em biết Keller thì thời gian nó khá là nhanh, chỉ 40 giây thôi. Giảm 15% thì nó cũng không có nhiều mấy đâu. Nhưng mà nhiều pha chậm 1-2 giây thôi là cục diện nó thay đổi anh em. Ok, không dài dòng nữa, bây giờ anh em mình vào xem mấy cái pha thực tế để mà hiểu rõ hơn những combo này nha anh em. Ok, đây là ví dụ đầu tiên nha anh em. Anh em xem mà để lại ý kiến với mình nha. Ok, chiến nè. Phá keo luôn. Nè. Ba. Đây. Nó vô nhà kìa. Viên rồi, một viên vô đâu rồi? Triple kill. Nó trong nhà. Tên kìa.
chung ba vô nhà. First blood. Một viên rồi. Nóc mà nóc, nóc chơi ba, nóc chơi ba, nóc chơi ba, nóc chơi ba. Ra kìa, ra kìa. Nóc, 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 nóc. Nó ra kìa, nó ra kìa, nó ra kìa. Cương bắn được cái cầu kìa. Sẽ là một keo quá. Ê ôi, chưa là ông thằng. Có ấy, cái cầu, cầu một thằng ơi. Là một đầu. Ủa thằng này nó quán bộ hả? Hai thằng trên cầu luôn á. Ok, giờ mình đã hướng dẫn anh em xong cái kết hợp combo sao cho chơi Kaylor hiệu quả nhất ha. Tay chân đâu hết rồi nào. Anh em nên giữ Kelly và Moco ở lại. Còn kỹ năng, còn kỹ năng thì anh em lựa chọn sao cho phù hợp với cách bắn của anh em ha. Ok, video hôm nay đến đây thôi anh em. Nếu anh em thấy nhớ để lại cho mình xin một like nha. Chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Anh em nhớ bấm luôn cái chuông thông báo khi nào ra video mới thông báo cho anh em nha. Ok, bye bye anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.